chào mọi người và các bạn. Hôm nay cảnh rỗi không có gì làm nên là mấy anh em với cậu cháu đi câu cá mấy rùa đất. Ô, nãy giờ là ông cậu lên hàng rồi rất là nhiều nha. Cá mấy rùa đất thì nó không có bự, còn hai ba con tay thôi các bạn. Nhưng mà xong thì rất là nhiều, rất là dễ câu. Cứ mồi tép và câu tới thôi. Giờ sao mà ông cậu với ông anh dục qua đó cá ăn quá trời, mà dục cái chỗ này không có con gì luôn. Im ghê hết. Ở đâu cậu? Nó từ này giật nữa hay gì nè. Trúng má ơi. Trúng hả? Để đổi hướng dục xéo xéo ở ngoài tí là có không nha. Má làm luôn cậu rồi. Như nào? Vô coi. Hết rồi luôn rồi. Phải thôi, đầu cậu tao mình nhìn á. Không có, thôi đâu có. Thôi bực 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 bực. Nhưng còn lá gì? Cậu đó lại chạy chai. Nhật ly chia hết trơn kìa. Như nào? Cậu táo ăn rồi mày nói không mày. Không, quá, không mày. Sao mấy cừng con đây em ghe chứ vậy ta? Nào. Lên cá hoài luôn kìa. À, bữa nay ăn mình đi mẫu vậy mẹ. Nữa hả? Nữa hả? Gì hoài đâu vậy? Ông giật không kịp gỡ luôn rồi, mình câu đây không thấy con gì ăn cho nè. Em ghe luôn à. Bữa nay thấy là kỳ kỳ vậy đó. Sao á. tình hình là dính cá là gỡ không kịp luôn đó các bạn. Ui da, đâm nè. Đây là đàn cá mì gồ đất đây. Đó. Nó trọng trọng cái lớn đó. Cá này nuôi kiển rất là đẹp nha. Cá này cũng ít mồi rồi đó. Ông cậu dính đắng hai con nữa mà không kịp gỡ luôn. Ăn không kịp gỡ luôn. Sao cần có con không dính vậy? Ai biết. Gỡ chưa? Chưa gỡ nữa. Thì không mập gỡ đi, sao con này nó đen dữ vậy không biết nữa. Gỡ thì chạy tao không biết được gỡ đâu. Nó lai châu Phi vậy. Thấy nè. Thôi để, bây giờ mình đổi chỗ, đổi vị trí quăng câu coi xem sao. Anh em cứ quăng tủm tủm rồi cứ kéo cá lên nè, nãy giờ chưa lên con nào hết rồi. Nãy câu đập bên đó đó các bạn. Giờ dời qua đây rồi. Câu đập bển cũng mười mấy hai chục con ạ. Giờ mình chuyển qua đây. Thả xuống rồi. Mới thả mồi xuống kìa. Có đông tịnh gì không? Câu bên kia cá nó gom mà bả nó ăn hết rồi. Cái gì? Dữ vậy? Vậy đâu cổ mới lên hàng ở đó hả? Hay vậy ta, mới bỏ xuống là lên hàng à. Tới mình bỏ xuống thử nha, mình bỏ thử xuống nha, câu thử à. Đây bỏ cặp mé đi cho mấy ông bỏ ngoài xa đi. Thêm cần nữa xem sao. Câu cá này chủ yếu là cần nhỏ thôi các bạn, mấy cần câu tôm này câu cũng được rồi. Cá nó không bự lắm mà nó rất là nhạy. Móc con tép vô thả xuống là có, là nó chạy lại nó quất liền đó. Sao giật cái nặng quá vậy? Dính không? Thấy đâu
gì không mà thấy nặng dữ vậy? Vừa dính con cá vừa dính cái bọc luôn. Kìa kìa, dính rồi kìa, không mập. Trời ơi, nguy hiểm quá vậy. Cốt con vật không kịp gỡ kìa. Để xuống gỡ đi. Mọi người cứ lên cá đều đều luôn nha các bạn. Cá lên liên tục luôn đó. Hãy xuống là kéo lên là gỡ. Rồi cái đó dính cái gì rồi, coi dữ lắm à. Mình lên cá nha, không phải là cần trôi mà là lên cá nha các bạn. Đây. Cho các bạn xem nha. Đó. Con này cũng bự nha. Lên cá đi. Không lên cá hoài người ta cười mình chết. Đây. Cá mình vừa lên nha. Đẹp chưa? Cá mì gồ đất này là ăn béo lắm luôn á. Có được mấy con mà bự bự mà cỡ 5 ngón tay á. Cái con đó là ăn hết sảy luôn. Cỡ này cũng ăn béo dữ lắm rồi. Để mình gỡ cái nha. Dính được không? Rồi hết mồi. Đây mình tiếp tục lên cá nha các bạn. Ha ha. Lên cá. Tới thời của mình rồi nha. Con mập gỡ với mày. Con mất mồi đi gỡ cho con này dễ gỡ mà. Nó dính mép à. Rồi xong. Cho nó vào khoang nha. Đây cái khoang này. Giờ thì mình cứ tiếp tục. Móc tép và thảy tím xuống tiếp thôi các bạn. Cá này rất là dễ câu. Hôm trước mình với cậu đi câu khoảng độ 3 kg. Hôm nay là đi xa hơn, đi dài dài mấy cái mặt đập, hy vọng là sẽ được nhiều hơn. Hôm nay là 3 người luôn, câu mà ít không có gì ăn luôn á. Giờ mở dây chỗ này đi bên khác. Ai ăn gì nước không? Có về nước luôn nè. Con này chắc nó già lắm mà. Thôi đi. Ở sông quê thì về nước hai bên thì nhóc luôn mà. Đâu cậu? Con đó hả? Chỗ bún lá đó hả? Ở đó có mặt đập không? Ông mập còn đang gỡ cá kìa. Cá này có con nó ăn sâu lắm các bạn, rất là khó mở. Gỡ. Mới lẽ lại là ông mập quăng trước kìa. Mà ông Út quăng trước kìa. Ôi dạ. Giờ dựa theo cái bể đá này các bạn câu. Cá mê gỗ đất nó thường ở theo mấy cái bể đá này nè. Cái lúc nó cạn đi mò nó ở dưới rất là nhiều. Mới câu nó ăn không. Quăng thử. Thôi mình quăng thử một cần thôi. Mình vừa quay phim như thế này vừa câu không thể nào mà quăng 2-3 cần được hết á. Quăng 1 cần thôi. Xem nó có không. Này. Cái dẫn luôn. Ô, lên hàng nha, mau vậy. Cá hè đỏ hả? Cá hè đỏ luôn. Lên cá nha anh em ơi. Đây. Lên cá nha. Wow, con này bự nha. Lên. Nãy giờ chưa có con nào bự như vậy nha. Con này bự nhất đó.
À, đã chưa? Lên một con cá bự. Đâu? Cá. Nè. Hả? Nó à. Ôi. Lên thử coi. Quay lên thử coi. Sao nặng quá à. Một tay dính này vậy. Dính này. Con này. Lại này. Căng cái giật tới thế luôn. Đây này một con nữa ông mập gọi cho con này á. Để tôi gọi con bự cái coi. Ngon quá. Miền lại. Tao dính trên đây luôn. Thôi vậy. Nó ăn là hai cần là không kịp giải mồi luôn á. Cậu Út dính con cá khùng nữa kìa. Cậu Út cát. Cá ngon không các bạn? Gỡ xong rồi đã. Con này là ăn hết sảy rồi. Quá ngon nha. Cho nó vô khoang đi. Câu tiếp nha. Đi tới cuối ngày này xem cho các bạn xem số lượng cá ngày hôm nay nha. Chứ nãy giờ ghé mới có 3 cái mặt đập á. Mà cá rất là nhiều á. Cho vào khoang đi. Không có sướng câu bự trước đâu, sướng câu này trước. Câu này là ăn tiền. Đó, câu ông sướng trước thì cần. Lên cá. Gỡ cá đi. Cái gì coi 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 coi. Đây. Ai ăn rồi nè. Ấy. Con bự nè. Nó là, ôi chắc cái cần này nó lôi xuống đó. Quay lên. Kìa. Ồ. Lên cá nha. Con mập gỡ giùm đi. Con cá này dễ gỡ nè. Cậu Út lên cá nha các bạn. Mình lên hai con cùng một lúc nha. Lên hai con cùng một lúc luôn. Đây. Còn neo dưới đây đây. Con mập gỡ tiếp con neo mập. Hết cái đường gỡ luôn rồi. Ơi cần này ăn nữa hay gì nè. Gì vậy? Gì vậy? Lên nữa hả? Lên nữa. Ăn lên coi. Ăn lên coi. Chín rồi. Nào. Lên nữa rồi kìa. Hay quá nha. Ba cần lên cùng lúc luôn. Giờ khỏi móc mọi cần nào luôn. Câu này cảm giác nếu mà đi tìm cảm giác là câu con cá này là tuyệt vời nhất luôn đó. Dính liên tục. Lên cá. Cái quần hoàng nó quậy.
tài cá. Để nó ăn con gì vậy? Bè bè bè. Nó ăn con gì nè? Ăn tôm hay vậy? Ai biết ăn ăn cái ông nữa? Tôm. Quất tôm đó. Mới lại chỗ cái đập này cũng ngon hết sức nè các bạn. Không biết có cá nhiều không. Quăng câu rồi. Ê, 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 ăn rồi nè, ăn rồi nè. Đừng đen, đừng đen, đừng đen. Ê, dính nè, dính. Ê, ơi, rồi, dính nè, dính. Mày nè nha. Ồ. Lên cá nha. Liệt quá trời liệt. À, con đầu tiên nha. Con mập gỡ cho mày. Tới đây chắc cũng sắp về các bạn. Tại vì sáng đi không có chuẩn bị mồi nhiều. Được có khoảng mít tép thôi. Giờ câu hết mồi rồi. Còn đây mấy tép cuối cùng rồi. Câu hết mấy tép này là đi về. Kìa kìa kìa, dính nó kìa mập. Được không? Dính nào, dính nào. Nó nào, nó nào. Dính được. Thôi để gỡ luôn cho. Dính đúng đúng à. Mới lên một con thì tiếp nói là nó dính tiếp ba con nữa nè các bạn. Đây một cần rồi đây cần nữa nè. Dính liên tục luôn. Đó. Có mình cậu Út là ông ngồi ở bìa đó là không dính con gì nha. Nãy giờ chưa lên cá nha. Ở đây anh em lên cá nhiều lắm rồi nha. Giờ đây chỉ còn hai con tép thôi, hai con tép cuối cùng nha các bạn. Câu hết có hai con tép này là mình về nha. Dạ. Đường này dính nè. Đây ông mập cá cho mày. Về 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 các bạn ơi. Trời cũng chiều chiều rồi. Mồi thì cũng hết trơn rồi. Còn mấy con cá lông tông thôi mà. Hết tép thôi. Đi. Lên đường. Tới nhà rồi các bạn, ở đây là cái đập ở gần nhà. Ông cậu ông ở dưới đó có cái hàng ngay ngát. Để xem ông lặn dưới rồi có không. Rồi anh mập cho đi. Cái vỏ đó nghiêng. Thì sao rồi? Có không? Cái này là lỗi cái thật, cái này là lỗi cái thật, không phải lỗi tại mình nha anh Tiến Mập ơi. Nó lấn vào cái ghe văng xuống sông. Đứng ngay không chịu đứng nha. Có không? Không có hả? Thôi không có rồi. Mà thôi về tới nhà rồi, thôi cũng tắm luôn đi chứ cho nó mát chứ. Rồi bắt cá lên đi. Đó. Xem có được nhiêu. Ngập hốc ra ngoài đi. Không muốn ông tàu dính cho ông tàu mới bị ghê á. Cá này không có tấm trắng nào. Khúc này là mình câu đó các bạn. Con ốc luôn. Hồi nãy là con tép dưới câu đã luôn hay là
Hôm nay có được nhiêu? Nhiêu kho ăn có được không? Đó đó, mở mở cái gọc ra. Ồ, nhiều quá. Thấy hai mấy thằng cho mở cái gọc lại, mở cái gọc đi nè. Ừ. Đi nè. Đó. Wow, lên thôi. Giờ lên chuẩn bị cho bữa cơm chiều nha. Hẹn gặp lại mọi người và các bạn trong video lần sau nhé. Cảm ơn mọi người và các bạn đã xem video của mình. Xin chào.